cây su hào á, su hào tím á. Dòm được rồi con. Ở đây người ta trồng cái rễ của nó ở trong này là rồi cái bắt đầu có trái nó nhí ra đây rồi. Củ nằm mé bên rễ. Bên dền nè, dền người ta dòng cái rễ nó cũng nằm phía dưới cái củ nó trồi mà trên này. Chơi đi con nhé. À, bác nhờ chị rồi đấy rồi. Mình lắp như thế này. Su hào nữa nè. Tấm nào hết mà để. Con chụp đi. Con tự sự selfie con đi. Nè, phải cẩn thận đó. Ê ý ơi, bên đây đẹp mà con hoa lan quá chừng nè. Hoa lan rất to, vô hình vô hình. Đây nè. Xéo nè. Đang hoa phản thành, hoa lan. Sáng nay tôi tỉnh khỏe khoang đi đợi. Có nguyên ngày qua đi giật giả. Đưa chị chụp giùm con. Chụp đi, đưa chị chụp đẹp hơn á. Tại vì mặt sau camera đẹp hơn mặt trước. Xoay nha, xoay. Từ từ. Con đứng xa. Nhìn qua đây nè con. Cầm mặt cười nữa. Chiếc tim với mặt cười. Ơi cho chị nó chụp ở đây. Nhìn bên chị nè, nhìn mắt đâu vậy? Thôi vậy con tự chụp con đi. Tự chụp theo ý đi. Ý lên hình biết tự làm. Ý đi từ từ nha con. Đi đi xuống lên. Thôi được rồi, được rồi. Để về nhà coi. Bây giờ lo chụp trước đi. Bây giờ chụp trước đi. Đừng có chỉnh nữa. Về nhà chỉnh. Bây giờ chụp. Hoa này hơi gì đẹp. Đỏ, vàng, cam, hồng. Nữa. Thank you.
chụp trước đi. Thấy không mới chụp được chứ không thấy sao chụp được. Trời ơi, dị dạng thấy ghê không? Quay cho camera trước đi. Rồi cũng được, rồi đi. Nó mệt quá. Camera trước đi ý ơi. Con chụp lâu quá à, mọi người. Chúng ta làm quan xong hết rồi, chúng con chưa rồi á. Qua đây, qua đây. Đi ra đây nè. Ý. Bye.
chưa trong nữa, trong đó thấy nhiều hoa. Ý sao? Ừ, cũng quay mặt qua đây này, như trong đây nè, chỉ lại đám này. Thank you.
tắm cái khúc đó đẹp nè. Hiền. Yeah. Không nói chuyện. Nói chuyện vậy là hư đấy nha. Thank you.
Con đi chưa hết rồi. Thank you.